Tại lễ trao giải Asia Award 2023 tổ chức tại Singapore, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã vượt qua các tiêu chí đánh giá và được vinh danh top 10 ở ba hạng mục doanh nghiệp, thương hiệu và nhà quản lý tiêu biểu. Với năng lực, kinh nghiệm và những thành tựu đạt được trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, công ty cổ phần Ben đã có mặt trong top các doanh nghiệp được vinh danh Asia Award 2023. Giải thưởng không chỉ minh chứng cho những nỗ lực của đơn vị trong suốt 10 năm qua mà còn là động lực để đội ngũ cán bộ công nhân viên tiếp tục vươn lên và khẳng định mình trong những chặng đường tiếp theo bền là doanh nghiệp có thương hiệu và uy tín trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng và công trình công nghiệp tại việt nam sở hữu đội ngũ nhân sự có năng lực chuyên môn cao cùng hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại những năm qua đơn vị liên tiếp đảm nhận nhiều dự án trọng điểm xuyên suốt tại khu vực miền trung và nam bộ